Xin chào các bạn, Nguyên đang có mặt tại phòng chăm sóc công nghệ cao của Viện Thẩm mỹ Korea. Và hiện tại thì bây giờ phòng đang dòng dịch vụ đang rất là đông khách. Đây là chị khách hàng và ngày hôm nay có hai chị bạn thân cùng nhau rủ nhau đến Viện Thẩm mỹ Korea để điều trị nám. Và chị bạn bên cạnh của chị đây đang còn phải đợi bởi vì là chưa có chuyên gia làm. Đó, mình cùng trao đổi với chị xem là... Em chào chị ạ. Chị ơi, chị là đang hôm nay là buổi thứ mấy chị chăm sóc rồi? Mình đang làm buổi nay buổi thứ tư. À, buổi thứ tư ạ. Chị có cảm nhận là da của chị cải thiện nhiều không? Mình thấy là cũng thay đổi rất là nhiều. À, thay đổi nhiều đúng không ạ? Trước khi mà cùng xem cái cảm nhận của chị thì mọi người hãy nhìn xem là ảnh của chị, là đây là ngày đầu tiên khi mà chị đến với Korea thì da mặt của chị như thế nào nhá mọi người nhá. Đó, đây mọi người cùng nhìn nhá, da của chị, nám của chị thì là mới hình thành thôi chứ không phải là lâu lắm. Và da của chị đang có hiện tượng không đồng đều, sắc tố da không đều. Nó gây ra tình trạng trông nhìn da nó không sáng, không mướt ấy. Đó. Trước đây thì chị đã từng điều trị gì chưa? Ngoài khi mà đến, trước khi đến với Korea thì chị đã từng điều trị gì? Mình cũng có đến vài nơi điều trị nhưng mà mình thấy nó không có hiệu quả. Mình được có người bạn giới thiệu đến đây. Thực ra là đối tượng các chị mà được bạn bè giới thiệu đến với Korea thì rất là đông. Bởi vì thực tế là bản chất là các chị khi mà các chị làm dịch vụ có hiệu quả rồi là bạn bè người thân đều giới thiệu nhau qua làm. Đây cũng là một chị khách hàng mà được bạn giới thiệu đến với Korea. Và trước đây là cũng đã làm rất nhiều các phương pháp rồi, cũng đi mấy thẩm mỹ rồi nhưng không có hiệu quả. Và mình cùng trò chuyện với chị khách hàng. Em chào chị. Chị cũng là đi cùng với cả chị Hoa bên cạnh đúng không chị? Đúng rồi. Dạ vâng. Nám của chị thì là chị có thể chia sẻ giúp em xem tình trạng nám của chị là như nào không? Làm lâu năm chưa? Chị nám được 30 năm rồi. À, nám 30 năm rồi. Và bây giờ thì ngày hôm nay là chị điều trị buổi thứ mấy? Chị điều trị buổi thứ 3. À, buổi thứ 3. Thế chị làm ơn đợi một chút nhé. Hôm nay chị có thể thông cảm bởi vì ngày hôm nay Korea đang cũng khá là đông khách. Và mọi người cũng muốn xem ấy, hình ảnh ngày đầu tiên của chị thì xem da mặt của chị như thế nào. Thì mọi người có thể nhìn kỹ nhé. Da mặt của chị ngày đầu tiên khi mà đến với Korea ấy, thì nám của chị như chị nói, chị nám là nám 30 năm rồi. Rất là đậm, rất là đen. Và có hiện tượng chân sâu. Và nám thì không đều màu. Đây, loang nổ rất là nhiều. Đó, da rất là nhăn và không có đẹp một chút nào cả. Thế thì sau 3 buổi làm dịch vụ ngày hôm nay là chị cảm nhận là da của chị có tự thay đổi nhiều không chị? Chị thấy thay đổi nhiều. Hôm đầu tiên thì hơi dâm di, nhăn rát một tí. Còn đến buổi hôm nay thấy bình thường. Thực ra là sau 3 buổi cấy mà da mặt như thế này đã là đẹp lắm rồi đấy. Em thấy tất cả các cái vấn đề về nám các thứ nó cũng đã cải thiện rất là nhiều rồi. Nó chỉ còn một chút các cái nếp nhăn với cả các cái sắc tố ở vùng hai má nó còn một chút nữa thôi. Đó. Thì chị cứ về nhà chị chăm sóc da, nhớ phải dùng kem dưỡng và chống nắng cho em nhé. Okay. Dạ, và cảm ơn chị rất là nhiều. Thì chị đợi một lát nữa các chuyên gia sẽ vào làm cho chị luôn nhé. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người nhé. Hôm nay là rất là đông nhưng chị cũng phải đợi một chút. Dạ, cảm ơn mọi người, cảm ơn chị.